Giới thiệu với anh chị em chiếc nồi cơm National SRSW101 nhé. Chiếc nồi này thì rất là VIP, tại vì nó là có nấu 5 bước nấu IH này. À, số 5 này. 5 bước nấu IH mọi người nhé. Thường thường nồi thì chỉ có 2 đến 3 bước nấu, còn nó 4 bước nấu, con này là full 5 bước nấu IH này. Con này có giọng nói này. Đây là giữ nhiệt này, mình có dán tiếng Việt này. Đây là tắt hủy này. Con này là màn hình LED nhé, màn hình LED giọng nói. Các chế độ nấu cơm bên mình có hướng dẫn. Đấy, giọng nói hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Ở bên mình có hướng dẫn bằng tiếng Việt, có video, có dán bằng tiếng Việt. Đây, đây là hiện giờ. Đây là nút bắt đầu nấu. Đây là nút mũi tên để mình chọn cái chế độ này. Đấy, ví dụ đây là chế độ gạo, gạo trắng, gạo lứt hoặc là gạo lứt không vo. Gạo lứt này mầm. Đây là nút menu. Đó, menu có nấu nhanh, nấu thường, nấu cháo, rồi nấu sushi, nấu bạc sử lằng nhằng cái đó. Rất nhiều chế độ nấu nhá. Con này nấu không nồi nào địch lại nó, kể cả những con nồi VIP. Nấu chế độ steam này, tái tạo hơi nước. Nấu siêu ngon luôn. Này, cực kỳ mới nha mọi người nhá. Đây là ly nước của nó này. Ly nước bù ẩm nhá. Đây, cốc nước bù ẩm này mọi người thì cho nước vào đây khi nấu. Nó sẽ chống bị khô cơm. Đây, nòng nồi rất đẹp luôn. Này. Được chưa? Nòng nồi bóng nhảy luôn, cực kỳ đẹp. Vỏ ngoài không sơn nhá. Vỏ ngoài là không có sơn, không mài gì hết. Đó, vỏ ngoài nguyên như này, không bao giờ bị sợ bị cũ, bị chóc sơn. Đây. Tất cả nồi em bán là nồi cao tần cho mọi người, ta cao tần, tức là nấu từ. Nồi IH á. Con này khá đẹp. Năm sản xuất của con này thì chỉ có những đời 2008 trở lại thôi. Đây thông số cho nó đây. Nồi rất là tiết kiệm điện nhé. Năm 2007 1210W. Nó dung tích 1 lít nấu cho 3 đến 5 người ăn. Con này nấu ở 172 độ C. Nấu nhiệt độ rất cao, cơm rất ngon. Con này nấu ly nước bù ẩm rồi thì 5 bước nấu nên là nó sẽ nấu ngon hơn tất cả những dòng cơm VIP hiện tại. Đấy là với em đánh giá nó là như vậy. Em cảm nhận là như vậy, còn mọi người cảm nhận thì mỗi người mà cảm nhận em không biết. Rồi, ai nhu cầu mua nồi này thì nên liên hệ với em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video.